Bình châm. Đây là đâu ghế ngồi? Đây là giường không? Ngồi thôi. Cho anh đi vào đây ngồi. Bây giờ đỡ đau hơn trước rồi đúng không? Vâng. Phạm vi thu nhỏ đúng không? Đúng rồi. Rồi chú nằm nằm ngửa. Rồi. Khác nó cứ bảo điều trị với cái ủ tai này. À, chú ủ tai bên bên phải đúng không? Còn cái châm luôn không ạ? Hay là châm luôn nhé. Châm luôn, châm luôn, hôm qua quên châm. Ủ tai bên phải. Đưa đi về kêu nó cũng không ảnh hưởng gì đến thính thính giác. Thính giác cũng đi về kêu đúng không? Rồi, không phải 3 nhưng 40. Bên phải đúng không? Hai miệng nhá. Hai miệng nhá. Rồi. Bắt chuẩn cái máy ở đây thôi. Kim này, kim này. Hai kim luôn. Ok. Xong rồi. Xong rồi.